Hello, xin chào mọi người, mình là Đăng Vy và mình đã trở lại rồi đây. Thì hôm nay sẽ làm một cái video về skincare nha mọi người. Như mọi người đã biết thì Vy năm nay đã 28 tuổi rồi. Tuy nhiên khi mà Vy quay những cái video thì Vy được mọi người khen là da mộc của Vy khá là đẹp. Nền da của Vy á, mọi người nói là không nghĩ là Vy đã 28, 29 tuổi. Đó, không tin là như vậy luôn á. Thì thật sự là Vy đã phải chăm sóc da rất là kỹ để mà có được một cái làn da như ngày hôm nay. Và cũng đã tìm hiểu rất là nhiều sản phẩm rồi. Cho nên là Vy đã quyết định làm cái video này để show cho mọi người xem cái cách mà Vy dưỡng da nhanh gọn lẹ nhất có thể. Tại vì Vy là một người rất là lười biếng, cho nên là luôn tìm kiếm những cái bước và những cái sản phẩm làm sao cho nó thật là nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian mà lại hiệu quả nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Đã quá, đã quá. Các bạn có thể dùng dạng nước đổ ra bông và lau khắp mặt, hoặc là dùng cái dạng xịt như Vy của Aohao nè. Cái này có tên là Control Clinical Toner. Nó sẽ giúp kiểm soát lượng dầu nè, rồi nó làm sạch những cái lỗ chân lông và nó làm cho cái làn da nó được dịu đi. Nói về cái thương hiệu Aohao thì Vy nghĩ là các bạn nghe còn khá là xa lạ, nhưng mà đối với những cái spa ở Việt Nam thì đã quá quen thuộc rồi. Aohao là một cái thương hiệu mỹ phẩm thẩm mỹ cao cấp hàng đầu tại Hàn Quốc. Hãng này sẽ chuyên cung cấp những cái sản phẩm cho spa, nhất là những cái spa lớn đó mọi người. Tiếp theo Vy sẽ sử dụng ampoule, thì đây là một trong những bước cực kỳ quan trọng trong cái quá trình dưỡng da của Vy luôn. Và đây chính là chân ái của Vy nè, em này có tên là Alazulin Beta Blue Colmin Ampoule của nhà Aohao luôn. Nói thật với mọi người là ban đầu Vy cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái thành phần của em này đâu. Tại vì qua bạn Vy giới thiệu, bạn Vy làm trong spa nói là cái sản phẩm này rất là tốt và khen nức nở luôn. Cho nên là Vy cũng muốn trải nghiệm xem sao. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà Vy dùng em này thì Vy thấy là cái em này có cái tester nó rất là lỏng, lỏng như nước luôn á mọi người. Không biết mấy bạn sao chứ mà đối với Vy thì Vy cực kỳ thích những cái tester nó lỏng, thấm nhanh và nó mang lại một cái cảm giác trên da thật là thoải mái. Kiểu như là da không có bị nhờn rít, không có bị dính dính gì hết, phải thật là nhẹ mặt nha. Thì cái em này nó đáp ứng đầy đủ luôn. Và đến khi mà Vy tìm hiểu về cái thành phần của nó thì Vy thật sự rất là bất ngờ luôn. Đây mọi người, có rất là nhiều thành phần mà chỉ hội tụ trong một cái chai như thế này thôi. Thì đáng ra Vy nghĩ là nó phải hơi keo keo, nó phải hơi đặc đặc một xíu. Và kiểu nhiều khi là nó có thể là nó hơi bị dính dính luôn á. Nhưng mà không hiểu làm sao mà có thể tạo ra được một cái siêu phẩm như thế này. Và nó rất là thoải mái, nó lỏng như nước và cảm thấy rất là dễ chịu trên cái da của mình luôn. Với cả rất là nhiều thành phần như vậy mà sản phẩm này lại không có mùi nha, thì đây cũng là một điểm cộng rất là lớn. Nói về thành phần của em ampoule này thì nó có chứa phức hợp tăng trưởng tế bào SRGFH1 Complex, giúp tăng cường phục hồi những cái làn da đang bị tổn thương và kể cả da nhạy cảm cũng dùng ok luôn. Ngoài ra thì em này còn chứa 17 loại acid amin, 7 loại hyaluronic acid và 12 loại peptide. Đặc biệt là trong đó có phức hợp đồng peptide, là một cái thành phần tăng sinh collagen còn tốt hơn cả retinol luôn. Chưa hết đâu, em này còn sở hữu công nghệ probiotic sẽ giúp bổ sung lợi khuẩn cho da, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da nè. Và còn có một số thành phần như là elastin, adenosine và niacinamide vân vân. Thực sự đây là một cái bảng thành phần quá lý tưởng luôn á mọi người. Bước cuối cùng Vy sẽ khóa ẩm bằng kem dưỡng, thì đây cũng là cái trợ thủ đắc lực cho cái em ampoule này nè. Hay nói đúng hơn, đây là một bộ đôi đồng đẳng về thành phần, sinh ra để dành cho nhau luôn á. Kết cấu của em này thì siêu đặc biệt luôn, nên là lần đầu tiên sử dụng cái em này mình rất là bất ngờ. Khi thoa lên da và massage thì Vy thấy em này thấm khá là nhanh. Xong, đơn giản trong vòng 3 bước thôi. Tại vì vừa thực hành vừa chia sẻ cho mọi người nên là mọi người thấy nó lâu vậy thôi. Chứ nếu mà mọi người dưỡng không á thì chỉ cần 5 đến 10 phút thôi là xong rồi, không có tốn nhiều thời gian đâu nha. Tổng hợp lại một xíu thì cái em ampoule này cũng được coi là một hoa hậu thân thiện, tại vì nó phù hợp cho mọi loại da luôn. Và những cái làn da nào mà đang bước vào quá trình lão hóa, da bị sần sùi, khô ráp, xỉn màu và muốn có một cái làn da sáng hơn, khỏe hơn, căng bóng và đủ ẩm hơn thì các bạn có thể sử dụng em này. Và những cái làn da nào mà kiểu rất là đỏng đảnh, rất là yếu ớt, cần được phục hồi nè, rất là nhạy cảm nè, thì các bạn có thể sử dụng em này luôn. Và đặc biệt da bạn nào đang treatment thì vẫn yên tâm là sử dụng em này được luôn nha.